Xin chào anh em nhé. Thì mình có nhận được một số câu hỏi của anh em là cái chi phí lăn bánh của xe của mình thì hết bao nhiêu. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ chi tiết về chi phí để mua và lăn bánh một chiếc Vios e-CVT phiên bản màu trắng ngọc trai. Trong video thì mình cũng sẽ tóm tắt trình tự để mình lăn bánh được cái chiếc xe này là như thế nào. Đầu tiên, giá niêm yết của Vios e-CVT là 488 triệu. Tuy nhiên, vì mình chọn màu trắng ngọc trai nên cộng thêm là 8 triệu đồng. Thời điểm mình mua là đầu tháng 9 năm 2024. Đại lý có chính sách là giảm giá 18 triệu đồng. Nên chi phí thực tế cho xe chỉ còn là 478 triệu đồng. Không chỉ thế, đại lý còn tặng mình các món quà mà mình thấy khá là cần thiết, như là dán phim cách nhiệt, thảm sàn da và một năm bảo hiểm thân vỏ. Đây là những món quà mà mình thấy nên lắp trên xe, nên mình cũng không quy đổi ra tiền mặt. Cái mục này nếu mà quy đổi ra tiền mặt để trừ vào giá bán thì các bạn có thể trừ được thêm khoảng hơn 10 triệu đồng một chút. Đó là cái giá về mua xe. Thì ngoài ra để lăn bánh được thì chúng ta cần phải thanh toán các cái khoản phí khác. Đầu tiên, cái khoản phí lớn nhất đó là lệ phí trước bạ. Ở thời điểm mình mua xe thì nó nằm trong 3 cái tháng được giảm phí trước bạ 50% đối với xe lắp ráp trong nước. Đó là tháng 9, tháng 10, tháng 11. Thì lệ phí trước bạ của con Vios chỉ còn là 24.430.000. Cái lệ phí trước bạ này thì chúng ta hoàn toàn có thể nộp online được. Ngay cả với xe lắp ráp trong nước hoặc là xe nhập khẩu thì đều có thể nộp thuế online được. Các bước nộp thuế online thì mình cũng đã có một cái video chia sẻ rất là chi tiết rồi. Các bạn có thể tìm thấy đường link ở trong phần mô tả. Tiếp theo nữa là cái phí đăng ký biển số. Thì mình làm đăng ký toàn trình. Toàn trình tức là sao? Tức là chúng ta ngồi ở nhà nộp thuế này, bấm biển online này, và chỉ đợi bên bưu điện họ ship biển cộng đăng ký về nhà. Khi mà bưu tá chuyển biển và đăng ký đến thì chúng ta sẽ gửi lại cho họ cái giấy tờ gốc và họ sẽ mang đến công an. Như vậy là chúng ta sẽ không cần đến cơ quan công an. Cái toàn trình này với cái một phần thì nó có ưu và nhược điểm như sau. Nếu mà đăng ký một phần thì các bạn sẽ nộp thuế online, khai một phần online ở trên dịch vụ công, sau đó thì mang xe đến cơ quan công an thì họ sẽ khám xe xong thì chúng ta sẽ bấm biển. Sau khi bấm biển xong thì chúng ta sẽ được mang biển về luôn và có một cái giấy hẹn, hẹn ngày đến lấy giấy tờ xe, tức là cái giấy đăng ký đấy. Ưu điểm của nó là chúng ta sẽ lấy được biển luôn, nhanh hơn. Và cái nhược điểm là chúng ta sẽ phải đánh xe đi, đánh xe lại, thì sẽ phải mất thêm cái chi phí là kéo xe đi. Còn nếu các bạn sẽ tự đánh xe đi thì sẽ có cái rủi ro là công an họ sẽ bắt khi chúng ta di chuyển trên đường mà không có biển số, không có đăng ký, không có đăng kiểm thì sẽ bị phạt nhé. Cái nhược điểm thứ hai đó là chúng ta sẽ phải mất 2 lần đến công an. Chúng ta sẽ phải bố trí thời gian nghỉ, đó là cái hôm đi bấm biển này và hôm đi lấy giấy đăng ký xe. Nhược điểm của nó thì cũng chính là cái ưu điểm của toàn trình. Toàn trình là chúng ta tất cả ngồi ở nhà làm. Nhược điểm của toàn trình ấy là chúng ta có thể phải chờ đợi lâu hơn. Kinh nghiệm của mình, nếu mà bạn làm toàn trình thì bạn nên tìm hiểu cái số điện thoại của công an huyện hoặc công an thành phố, khu vực mà bạn sẽ đăng ký xe ấy. Sau đó thì nếu mà qua một vài ngày mà bạn thấy cái hồ sơ của bạn ở trên trang dịch vụ công ấy nó chưa được xử lý, hoặc nó được xử lý rồi nhưng mà chưa thấy biển về đến nhà, thì các bạn có thể gọi điện và hỏi thêm. Phí đăng ký biển số của mình hết là 280.000, bao gồm 200.000 phí thanh toán cho nhà nước và 80.000 phí của bên vận chuyển, tức là bên ship biển cho mình ấy. Sau khi có biển thì chúng ta cần phải đi ép biển và lắp biển số vào xe. Lắp biển này thì đại lý báo mình là 350.000. Tuy nhiên thì nhà của mình di chuyển đến đại lý nó xa hơn. Vì vậy thì mình đã di chuyển ra một cái thợ ở gần nhà để họ ép và lắp cho. Thì mình lắp cái loại biển mà nó có gắn quốc kỳ Việt Nam, nó sẽ đắt hơn cái loại biển thông thường.
Tổng chi phí là 500.000. Sau khi mà chúng ta nhận được biển và đăng ký xe rồi thì chúng ta sẽ đi đăng kiểm. Đăng kiểm thì chúng ta sẽ mất hai loại phí. Phí đầu tiên đó là phí đăng kiểm. Phí thứ hai đó là phí đường bộ. Thì đối với xe mà lần đầu tiên đi đăng kiểm thì chúng ta sẽ không cần đánh xe đến. Chúng ta chỉ cần mang giấy tờ gồm có hồ sơ và đăng ký xe. Thì cái hồ sơ thì mình cũng đã có một cái video rất là chi tiết nói về những cái hồ sơ cần để đi đăng ký đăng kiểm rồi. Các bạn cũng có thể xem ở trong phần mô tả của video. Thì cái phí đăng kiểm cộng với phí đường bộ thì nó cũng hơi lẻ một chút, thì mình làm tròn là 4.420.000, bao gồm có phí đăng kiểm là gần 100.000 và phí đường bộ mình nộp cho 3 năm. Cái phí cuối cùng mà chúng ta cần phải nộp trước khi xe có thể lăn bánh đó là cái bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Thì đâu đó nó khoảng hơn 400.000 cho một năm. Nếu mà các bạn mua online 3 năm thì sẽ được giảm 30%. Mua online 1 năm thì sẽ được giảm 20%. Và mình thì mình quyết định là mua luôn 3 năm. Tổng chi phí mình làm tròn là 1.010.000. Như vậy là tổng chi phí lăn bánh cho xe Vios eCVT phiên bản màu trắng ngọc trai của mình là 508.640.000. Mình sẽ trừ đi một số khoản nhé. Ví dụ như bạn không lấy màu trắng ngọc trai, bạn lấy màu trắng thường, màu đen hoặc màu đỏ thì bạn sẽ được giảm 8 triệu, tức là nó chỉ còn khoảng 500 triệu. Thứ hai, đó là các bạn chỉ nộp phí đường bộ cho một năm, tức là chúng ta sẽ nộp từng năm một đấy. Thứ hai là nếu các bạn nộp phí đường bộ và đóng bảo hiểm trách nhiệm dân sự một năm thì các bạn có thể giảm được khoảng 2 triệu nữa. Như vậy thì đâu đó nó chỉ còn là 498 triệu, loanh quanh khoảng đó. Đó là cái chi phí tối thiểu nếu ở cái thời điểm mình mua xe. Cái giá xe nó sẽ phụ thuộc vào từng đại lý và từng thời điểm họ có cái chính sách giảm giá hay không, thì bạn cần phải liên hệ với các đại lý để lấy được giá chính xác nhất. Thì về cái kinh nghiệm để so sánh báo giá giữa các cái đại lý và kinh nghiệm ký hợp đồng khi mua xe lần đầu thì mình cũng đã có một cái video, mình sẽ để ở dưới phần mô tả để bạn nào đang chuẩn bị mua xe có thể tham khảo. Nếu bạn nào đã xem video đến thời điểm này thì mình cũng có một cái câu đố vui cho các bạn. Hôm nay thì mình có đi chơi và mình đỗ cái xe của mình cạnh một con Honda. Mình sẽ zoom lên nhé. Đố các bạn biết đây là con Honda gì và đời năm bao nhiêu. Bởi vì mình nhìn thấy kích thước tổng thể của nó cũng chỉ ngang ngửa với con Vios của mình thôi. Mà Honda trong cùng phân khúc thì bao giờ nó cũng rộng rãi hơn Vios từ trước đến giờ. Ok, video xin được kết thúc tại đây. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về các loại chi phí khi mua xe. Chúc các bạn sớm có được chiếc xe mà mình mong muốn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.